xúc động nghệ sĩ xuống đường hát cùng người khiếm thị vì biết mấy ai như Mỹ Tâm, Tuấn Hưng. Là những cái tên nổi tiếng của showbiz Việt, nhưng không vì thế mà các nghệ sĩ như Mỹ Tâm, Tuấn Hưng tỏ ra xa cách với khán giả hay tự tách biệt và đặt mình ở một vị trí cao hơn người khác. Họ sẵn sàng xuống đường để hát và động viên người khiếm thị hoặc tổ chức live show miễn phí cho các khán giả của mình. Có lẽ vì vậy mà mọi người luôn đặc biệt dành tình yêu thương cho hai nghệ sĩ này. Cùng nhìn lại những lần xuống phố hát cùng người khiếm thị của Mỹ Tâm và Tuấn Hưng nhé! Tuấn Hưng không chỉ được khán giả yêu mến bởi giọng ca, hoạt động nghệ thuật chân chính, mà mọi người còn ngưỡng mộ anh bởi tính cách hòa đồng, sống tình cảm và thường xuyên làm từ thiện. Tối ngày 3 tháng 7, nam ca sĩ đăng tải trên trang cá nhân đoạn clip ngắn, quay lại cảnh anh thưởng thức ca khúc Tình Yêu do nhóm các bạn khiếm thị hát, sau đó đã hòa giọng cùng họ. Ban đầu, Tuấn Hưng chỉ yên vị trên xe hơi chăm chú, thể hiện rõ sự thích thú khi nghe hát gây quỹ ven đường. Nhưng chỉ vài giây sau, giọng ca nắm lấy tay anh lao khỏi xe, chạy đến nơi những người khiếm thị cùng góp giọng ở đoạn cuối ca khúc, khiến người có mặt tại đó vô cùng phấn khích. Việc một ca sĩ nổi tiếng đột ngột xuất hiện, đến hát cũng như giao lưu cùng với mọi người, dù đó không phải là tình huống tham gia show diễn của mình, là điều vô cùng hiếm hoi trong giới showbiz. Đoạn clip trên nhanh chóng nhận được nhiều sự chia sẻ từ bạn bè và người hâm mộ. Tuy nhiên, anh chỉ hồi đáp đơn giản rằng mình phải thấy mình đang sống có ý nghĩa em nhỉ. Các bạn khiếm thị đã hát cùng anh sau đó, đã bình luận phản hồi, gửi lời cảm ơn và mong anh tiếp tục ghé qua thưởng thức nếu có dịp. Em thấy rất vui ạ, mong sẽ có dịp nào được gặp anh nhiều hơn nữa, để anh em ta có dịp hát với nhau nhiều hơn ạ. Nam ca sĩ cũng từng nhiều lần làm đường phố Hà Nội náo loạn khi anh ngẫu hứng hát tặng miễn phí, thực hiện cả live show ngoài trời, thu hút hàng nghìn người đứng xem. Đoạn clip này cũng nhanh chóng trở nên hot trên các trang mạng xã hội và giúp cho người hâm mộ của Tuấn Hưng ngày càng tự hào về thần tượng. Mỹ Tâm. Trước Tuấn Hưng, vào năm 2016, Mỹ Tâm cũng từng khiến cư dân mạng dậy sóng sau khi tham gia hát cùng người khiếm thị trong đêm Giáng sinh. Được biết, sau khi kết thúc hai show diễn tại Hà Nội, Mỹ Tâm đã trở về khách sạn. Nhưng trên đường về, cô vô tình thấy một sân khấu nhỏ bên đường có chàng trai khiếm thị hát lại không hề thấy khán giả. Sau khi hỏi thăm và biết được, đó là chương trình văn nghệ quyên góp cho nạn nhân chất độc màu da cam, nữ ca sĩ quyết định quay xe lại và tìm cách ủng hộ. Hát ở đây mỗi tuần nghe sao? Mỗi tuần là hát ở đây. Hôm nay chị vô tình đi ngang qua đây nên chị thấy. Sau đó, Mỹ Tâm tiếp tục đề nghị sẽ song ca cùng chàng trai khiếm thị. Nhờ có sự xuất hiện của cô, nhiều người đi đường bắt đầu dừng lại xem. Khi hát xong và ra về, cô lên tiếng kêu gọi mọi người đóng góp vào quỹ từ thiện. Hành động của Mỹ Tâm đã được ghi lại, sau đó chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội một thời. Ngoài Mỹ Tâm, Tuấn Hưng, một số những câu chuyện nghệ sĩ giúp đỡ người khuyết tật cũng từng được cư dân mạng quan tâm. Trong đó, năm 2017, Tăng Nhật Tuệ từng giúp Thiên Ngôn, tên thật là Vũ Quốc Hùng, thực hiện đam mê âm nhạc khiến nhiều người ngưỡng mộ. Mặc dù Tăng Nhật Tuệ chỉ thường hát ca khúc do mình sáng tác, tuy nhiên đây lại là lần ngoại lệ đầu tiên anh trình bày ca khúc do Thiên Ngôn viết. Không hề có sự chuẩn bị, sắp xếp từ trước, mà họ chỉ làm điều con tim mách bảo để giúp đỡ những người khiếm thị. Chẳng cần cát xê, sân khấu hoành tráng, các nghệ sĩ vẫn xuất hiện và trao đi tình cảm dành cho mọi người. Chính hành động nhỏ với ý nghĩa lớn ấy đã thể hiện họ là những người nghệ sĩ không chỉ có tài năng mà còn có nhân cách đáng khâm phục. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!